Xin chào tất cả quý vị khán giả, kính chúc quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy niềm vui. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của anh Randy. Hầu như là trong cái thời gian qua, tất cả anh em chúng tôi cũng hỗ trợ thông tin, nhưng không có những cái thông tin đem lại kết quả trùng khớp với anh ca sĩ Randy. Thật là đáng tiếc, suốt trong thời gian qua thì anh em cũng như là bà con cô bác cộng đồng trong và ngoài nước mong những cái thông tin hữu ích nhất cho anh ca sĩ Randy. Kênh Phương Văn cũng có tìm hiểu và chia sẻ một cái kết quả mà đang chờ ở Mỹ đó quý vị khán giả, thì cũng chưa có cái kết quả cuối cùng, mặc dù đã đi xét nghiệm rồi nhưng mà đang chờ cái kết quả cuối cùng nữa để xem như thế nào, và Phương Văn sẽ có cái thông tin đến quý vị khán giả. Và cái thông tin đó thì ở Mỹ, gia đình của chị đó với anh ca sĩ Randy cũng đã liên lạc với nhau, và cũng cả hai bên đang đi xét nghiệm. Thì hy vọng một cái mong manh mà anh ca sĩ Randy sẽ tìm lại được người thân của mình trong suốt nhiều năm qua đã đi tìm kiếm những cái kênh truyền hình, cũng như là gần đây thì tất cả các anh em các kênh YouTube hỗ trợ thông tin để giúp đỡ cho anh Randy. Kính thưa quý vị khán giả, mới đây thì có một cái thông tin gần nhất ở bên kênh của anh Thùy Napoli. Kính thưa quý vị khán giả, đây là cái kênh mà anh Vlog Đầu Trọc đã thành lập ra. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả ủng hộ hai kênh của anh Đầu Trọc Vlog và Thùy Napoli. Thì trong cái kênh này có một người phụ nữ đã gọi cho anh Đầu Trọc Vlog chia sẻ cái thông tin nhận anh ca sĩ Randy là con ruột mà mấy chục năm qua thì cũng đã thất lạc. Và cô thì người ở miền Trung, cha thì Quảng Ngãi mà mẹ thì Quảng Nam. Nói chung là khi mà sinh ra và lớn lên thì cô đi lập nghiệp mà ở nơi khác. Và cái thông tin mà cô gọi điện thoại đó, bây giờ cô là làm du lịch, cũng là khá giả, giàu có. Cho nên là cái việc mà nhận anh Randy, cô cũng có chia sẻ là nếu như trùng khớp thì cái điều đó quá may mắn cho anh Randy và cho cô. Và nếu như không may là không trùng khớp thì cô cũng không có tìm lại được đứa con của mình. Thực sự ra cái video đầu tiên gọi cho anh Đầu Trọc Vi đánh lóc thì những cái thông tin này nó cũng còn mập mờ quá, vì cô cũng không có nói rõ mình ở đâu, và những cái mẫu xét nghiệm thì cũng vẫn chưa đi xét nghiệm. Nhưng mà cô hiện tại thì cô cũng đã chia sẻ là mẫu tóc, mẫu móng tay, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Nếu như mà anh em nào tìm được thì cô sẵn sàng cho mấy chục triệu. Thì kính thưa quý vị khán giả, khi mà anh Đầu Trọc Vlog cũng như là tất cả anh em làm YouTube như là chúng tôi, thì khi chia sẻ thông tin tìm được người thân cho ai đó thì cái điều mà mình đem lại niềm vui cho họ. Chứ ở đây không có nhận quà cáp hay là tiền bạc gì cả. Thì anh Đầu Trọc và Vlog cũng đã chia sẻ về vấn đề này. Và cái vấn đề thứ hai nữa thì cô nói cái thông tin hầu như chưa được thuyết phục lắm, vì nói là cha của anh Randy còn sống. Nhưng mà thực chất anh Randy anh đã từng chia sẻ rồi, là tại sao khán giả đã hỏi anh Randy đi tìm mẹ mà không có đi tìm cha. Thì trong cái video anh Randy cũng đã chia sẻ một lần rộng rãi hết rồi, anh đã tìm được cha của anh. Thì tìm được bên nội và có người cô. Còn cha của anh Randy thì trong bốn người đàn ông, đã một trong những bốn người đó đã đi chiến trường, mà bốn người đàn ông đó không may thì lần lượt cũng qua đời hết rồi. Cho nên trong bốn người đàn ông đó thì anh Randy ảnh cũng không biết người nào là cha ruột của mình. Có thể là chú bác thì hiện tại không tìm được cha của mình, nhưng mà đã tìm được bên nội, hiện tại có bà cô đó. Thì thông tin bên nội thì anh Randy đã chia sẻ rộng rãi rồi, anh đã tìm được bên nội.
Còn hiện tại thì tìm mẹ ruột của mình thì quý vị khán giả thấy mỏi mòn chờ đợi, và tất cả cộng đồng mạng rất là thương, rất là yêu quý anh Randy. Mãi mấy chục năm mà anh Randy ảnh luôn đau đáu một cái nỗi niềm mà khát khao đi tìm lại người mẹ ruột của mình. Thì gần đây quý vị khán giả thấy là rất là nhiều bà mẹ khẳng định anh Randy là 99%, 100%. Nhưng mà khi chúng ta mặc dù là có những cái thông tin, có cái những cái cơ sở cơ bản để đem đi xét nghiệm, nhưng mà sau khi xét nghiệm rồi thì thật sự không có trùng khớp. Mà quý vị khán giả thấy trong đỉnh điểm thời gian mà cộng đồng mạng chờ phải nói là từng từng phút từng giây, khi mà kết quả xét nghiệm với gia đình của anh Hùng với chị Tuấn đó, thì thời điểm đó là chia sẻ bên kênh anh Tuấn Vĩ và cộng đồng mạng tất cả mọi người đều hướng về cái câu chuyện đó và hồi hộp tới kết quả cuối cùng, nhưng mà rất là buồn thay là không có trùng khớp. Thì nhiều thông tin từ các kênh anh chị khác cũng vậy, và khi mà kết quả cuối cùng cũng không trùng khớp. Mà những cái thông tin đó hầu như là chia sẻ quý vị khán giả, nhiều cô chú bình luận là đây là thông tin là chắc chắn 100%. Thì những cái thông tin đó họ đã có những cái chứng cứ, tuy nhiên là cuối cùng kết quả thì không có trùng khớp. Hy vọng là những người con mà các bà mẹ đã từng đi tìm đâu đó vẫn tìm về cội nguồn của mình, không phải anh Randy mà là những anh em con lai Mỹ khác, sẽ có cái cơ hội biết được thông tin, tìm về nguồn cội của mình. Còn cái thông tin hiện tại bà cô đã chia sẻ bên kênh của anh Thùy Napoli, đó là anh đầu trọc vlog đó quý vị khán giả, thì hầu như cái thông tin này nó mơ hồ quá. Nó mơ hồ, và cô cũng chia sẻ thông tin cũng mơ hồ và không có có những cái gì mà mình cảm thấy thuyết phục được. Thì hy vọng là anh đầu trọc vlog sẽ chia sẻ thêm một số cái video nữa, để có những cái thông tin mà bình luận cũng như là nhận định về câu chuyện này. Và chắc có lẽ là cuối cùng thì cũng phải đi xét nghiệm ADN để xem có trùng khớp hay không. Mặc dù là cô đã khẳng định con của cô còn nói là anh Randy không bao giờ tìm được mẹ đâu, vì mẹ ở đây rồi thì không tìm được ở đâu nữa. Nhưng mà có một điều phân vân, lại có một chút mà là đắn đo, là cô nói là con cô là sợ cô đi Mỹ rồi này kia nọ, cũng khai thác thông tin cô, nhưng mà cô không nói thật sự ra mà chia sẻ trên cộng đồng mạng. Thì quý vị khán giả thấy là cô cũng đã biết rồi, khi chia sẻ trên cộng đồng mạng thì ai cũng biết, trên thế giới này ai cũng biết, chứ không phải là riêng mình, cho nên mình giấu không có được. Nếu như cô nói là cô can đảm, có can đảm để nhận con, thì xin cô hãy chia sẻ những thông tin thêm và chi tiết hơn nữa, để có thể là anh đầu trọc vlog hoặc là các anh em có thể hỗ trợ cô để giúp cho anh Randy những cái mối thâm tình. Nếu là thực sự thì đó là một cái điều may mắn cho cô cũng như là niềm hy vọng cho anh Randy. Thì cũng mong cô hãy chia sẻ thêm về vấn đề này, để cho cộng đồng mạng mọi người đang mong chờ từng ngày, biết đâu được những thông tin nhỏ nhoi lại là có những cái điều mà hữu ích mà bấy lâu nay tất cả các anh em YouTube đang tìm kiếm. Thì mong cô hãy chia sẻ thêm nữa, và có những cái thông tin gì mà hiện tại mà cô có thể là trải lòng và cô nói lên. Ví dụ như bây giờ cô cảm thấy mà chia sẻ lên cộng đồng mạng rồi mà cô sợ gia đình con cái cô biết được, thì cái điều đó thật là khó, tại vì khi mà chia sẻ trên cộng đồng mạng rồi thì không thể giấu được, một ngày nào đó con cô hoặc là cháu cô thì cũng biết được cái thông tin cô chia sẻ. Thì mong cô hãy suy nghĩ lại, và nếu là thực sự là con của cô, trước đây cô đã sinh ra và cô đẻ anh Randy, thì cô hãy can đảm để nhận lại đứa con của mình thất lạc. Và kính thưa quý vị khán giả, khi Phương Văn nghe cái giọng của cô thì còn còn cũng còn trẻ đó,
cũng còn trẻ chứ không phải là khoảng tầm 7-80 đâu. Cho nên là cô nói là hiện tại cô đang làm du lịch, có khách khứa rất là nhiều. Cô cũng bây giờ là giống như là một cái kinh doanh kha khá rồi. Đó, thì cô cứ nghĩ lại đi, anh Randy bây giờ tầm 52 tuổi rồi, thì cái người mẹ anh Randy là phải 70 mấy 80 tuổi, thì cái độ tuổi đó mới phù hợp là mẹ của anh Randy. Còn nếu mà cái độ tuổi của các bà mẹ mà nhận anh Randy mà tầm từ 65 là không đúng rồi ha. Tại vì anh Randy bây giờ khoảng 52 tuổi rồi, phải cách nhau 20 năm. Đó, là phải 72 hoặc là 80 tuổi thì mới có cái khả năng là cái độ tuổi mà bằng cái độ tuổi của mẹ anh Randy. Còn cái cô ở trong cái video này thì cái giọng còn trẻ và cô cũng đang là cái người mà coi như là doanh nghiệp nhỏ đó, vừa và nhỏ đi. Tại vì cô cũng chia sẻ là cô đang làm du lịch và khách khứa rất là nhiều, khách Tây có, ta có và rất là thành công. Về của cải tài sản vật chất thì cô cũng chia sẻ là cô không phải là tìm anh Randy để là mong nổi tiếng hay là có của cải gì, tại vì cô bây giờ cũng giàu có rồi thì cô không cần điều đó. Nhưng mà xét cho nhiều yếu tố, thứ nhất là tuổi có phù hợp hay không, thứ hai nữa cái thông tin mà khả năng mình trước đây có bỏ rơi một em bé da màu mà nghi ngờ anh Randy, thì hai cái thông tin đó nếu như phù hợp thì mới đi xét nghiệm. Còn nếu những cái thông tin đó mà không phù hợp thì cũng không nên đi xét nghiệm. Và đâu đó thì chúng ta thấy trên cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua cũng có người nhận là chị ruột của anh Randy. Trong thời gian qua là khi các anh em YouTube đến hỗ trợ tìm kiếm thông tin để chia sẻ cho anh Randy thì chị ấy lại có những cái động thái mà làm cho cộng đồng bức xúc, không tiếp và chửi bới mọi người anh em đến quay. Thì thời gian đó thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi, tới ngày hôm nay thì hy vọng cô đã chia sẻ các thông tin lên kênh của anh Thùy Napoli cũng như là kênh anh Đầu Trọc Vlog, thì mong là có những cái thông tin chi tiết hữu ích hơn. Kính chúc tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh Randy bên kênh của anh Thùy Napoli cũng như là của anh Đầu Trọc Vlog. Chúc anh Đầu Trọc Vlog có những cái thành công trong cái sự tìm kiếm, hy vọng là cái duyên để anh tìm là những cái thông tin hữu ích cho anh Randy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện. Và sắp tới Phương Văn sẽ có cái kết quả xét nghiệm của anh trai ở bên Mỹ với anh Randy đó, thì kéo dài cũng đã khá lâu rồi, từ trước Tết tới giờ quý vị khán giả. Vừa rồi thì Phương Văn cũng đã chia sẻ là cái mẫu của anh Randy với anh trai đó đã được xét nghiệm bên Mỹ rồi và bác sĩ cũng có những cái thông tin, nhưng mà do là chị gái đó là tìm cho chồng cho nên là bây giờ bác sĩ cũng chưa có cái thông tin. Phương Văn đang liên hệ giữa anh Randy cũng nhận được cái mẫu đó và chị chồng chị cũng nhận được cái mẫu đó rồi. Để có cái thông tin mới nữa, Phương Văn xem lại coi chị chia sẻ như thế nào. Nếu trùng khớp thì niềm vui vỡ òa và câu chuyện đã kết thúc đi tìm kiếm mẹ ruột của anh Randy. Còn nếu như không trùng khớp thì chúng ta có những cái thông tin để tiếp tục hỗ trợ cho anh Randy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.